Giãn cách xã hội thì cũng cấm tập thể dục, nhưng mà trong nhà nó bức xúc quá cho nên là chúng tôi cũng đi tập thể dục chiều đến mỗi ngày ít nhất khoảng 1 tiếng. Không thấy gì đáng lo ngại vì ai ra đường cũng đeo khẩu trang, kể cả từ em bé. Cũng có công an đi kiểm tra ở đây, họ cũng nhắc nhở, nhưng mà hầu hết là người dân đeo khẩu trang khi ra đường và giãn cách xa 2 mét. Như hôm nay ấy, thì bắt đầu là cái lượng người đi ra tập càng ngày càng đông thêm. Thời điểm này thì cũng vẫn phải nên cách xa nhau, không nên chủ quan. Mặc dù dịch bệnh nó được hạn chế rồi thì mình vẫn cảm thấy có lo lắng một chút. Có một số người ta cũng không đeo khẩu trang. Người nhà cũng khuyên mình là nên hạn chế ra, đợi hết hạn dịch mới ra đi tập. Nên mình muốn ra ngoài hít thở, vận động nhẹ một tí.